Chào anh em, trong video này tôi muốn chia sẻ một chút về mấy cái grip để dành cho máy ảnh Canon R8. Thì mọi người đều biết Canon R8 là một máy ảnh khá là nhỏ đấy, nhưng mà so sánh với máy ảnh Canon R6 thì nó kích thước nó rất là khiêm tốn. Nếu anh em nào mà vẫn muốn dùng Canon R8 nhưng mà lại lo sợ về yếu tố nhỏ gọn thì chúng ta sẽ cần mua một số cái grip. Thì hiện nay thì có hai cái loại grip như này. Grip này đơn thuần là chỉ để mở rộng ra thôi. Còn loại thứ hai là loại có thể vừa mở rộng vừa cầm nắm dễ hơn chiều dọc, đồng thời là có thể lắp được pin vào đây. Đầu tiên là tôi sẽ thử một chút về cái loại grip này, nó sẽ mở rộng hơn rất là nhiều. Hiện tại chúng ta đang cầm Canon R8 thì nó bị dư cái ngón tay ở đây. Bây giờ tôi thử lắp vào xem như nào. Anh em cũng lưu ý rằng là nếu như đã dùng Canon RP ấy, mà có thiết bị gì thì chúng ta cứ giữ lại để dùng với Canon R8. Ở cái lắp ở đây sẽ có một cái lẫy, chúng ta sẽ tháo nó ra và lắp cái grip này vào. Nó có cái chốt ở đây, chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ tương ứng. Với loại grip này thì khi mà lắp vào thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nó đã triệt tiêu được yếu tố bị thừa ngón tay út này, và ngoại hình của body lúc này khá là đẹp. Chúng ta cầm nắm dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà so sánh với Canon R6 thì lúc này là Canon R8 đang cao hơn và khả năng cầm nắm nó dễ hơn rất là nhiều. Cái nắp sẽ nằm ở đây. Nắp khá là dày. Bởi vì sao cái thanh này nó cao lên để chúng ta có thể là gì? Có thể là lắp những cái viên pin vào đây một cách dễ dàng. Ở đây là chỗ để lắp khe thẻ. Chúng ta sẽ lắp thẻ vào đây. Nó phải có cái độ rãnh ở đây để chúng ta có thể lắp cái pin vào được và lắp thẻ vào được. Ở đây là có chỗ lỗ để cắm tripod. Cái nhược điểm của cái grip dạng này là không có chỗ để lưu lại cái nắp của cái Canon R8. Tôi vẫn ưa thích cái loại grip khác hơn, đó là cái loại grip to như thế này. Grip này thì vừa có chỗ để gắn với cái để giữ cái nắp ở đây, đồng thời là có chỗ để thay pin vào đây, hai pin, và không cần thiết phải thay pin quá nhiều, lắp hẳn vào trong này. Cái nhược điểm của cái loại grip to này là muốn thay thẻ thì các bạn sẽ phải mở ra một vào rất là bất tiện. Vì thế chúng ta nên có một cái thẻ nó lớn hơn một chút để đỡ phải mất công thay ra thay vào. Đó. Và khi mà lắp vào như này thì cái cảm giác cầm của cái Canon R8 lúc này nó sướng hơn rất là nhiều. Cái ảnh Canon R8 ấy nó rất là tốt cho cái việc là gì? Hỗ trợ cho quay phim và chụp ảnh, đặc biệt là cho vấn đề TikTok hay là livestream. Thế nên rằng là các bạn có một cái bán tay cầm này nó rất là tiện. Lúc này so với Canon R6 thì R8 lúc này nhìn hầm hố hơn rất là nhiều. Đúng không? Các bạn nhìn hầm hố dần dần rất là nhiều. Độ dày của cái báng tay cầm này nó cũng to hơn cả của Canon R6. Vì thế nếu như bạn nào muốn hầm hố hoặc là tiện lợi cho cái việc là quay ngang quay dọc thì chúng ta sẽ dùng cái grip to như này. Còn nếu như bạn nào muốn nhỏ gọn thì chúng ta dùng cái loại grip thông thường như thế này. Chỉ đơn giản là nó kéo rộng ra để chúng ta cầm dễ hơn. Với cái giá hiện tại của loại grip nhỏ này tầm khoảng là 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu. Còn đối với cái loại grip này, loại to như thế này thì nó sẽ có giá tầm khoảng là 1,8 triệu cho đến 2 triệu. Tùy loại cũ mới, hoặc là các bạn có thể mua cái loại for. Loại for thì nó chỉ có mấy trăm thôi, nhưng mà nó sẽ cái độ tiếp xúc giữa cái chân của cái grip so với cái mạch thì nó có thể nó sẽ không ổn định. Tôi đã từng bị rồi, nên là anh em nếu như có thể thì hãy mua cái loại chính hãng thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.